Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Lý Chi, cái chị Mai của chú ai bảo. Bảo rất là thông minh thấy không? Bảo biết hôm nay các bạn sẽ hả comment là kêu là anh ơi vô đi sao chưa vô, bảo tắt thông báo. Được. Bảo hơi thông minh luôn. Bảo tắt thông báo trước khi mà 9 giờ. Trời ghi cũng được trời. Mọi người ơi, xin đi chim mọi cho bảo nha. Ủa gì vậy lộn. Ủa? Nó cứ lên. Lùng quá vậy. Nó bị gì. Mọi người ơi, xe đi chim ủng hộ bảo nha. Xe đi chim ủng hộ nha. Đúng. Từ chỉnh cái. Hello Nguyễn Nhi, hello Bích Nguyên, Bích Hiền, hello Nguyễn Hoàng Hồng Phúc. Hello Tuyết Nhi, hello Ringo, hello Thúy Hằng, hello Mỹ Ngân, hello Bích Ngân. Đủ 5.000 bạn mới bắt đầu kể chuyện ma nha. Hôm nay chuyện sẽ rất là hay, chuyện sẽ chúng ta sẽ đi vòng quanh thế giới Ajinomoto. Vô mượn đọc comment cái. Hello Hưng Trần, hello Huỳnh Nhật Lam, hello Thi Bảo, hello Đỗ Hoàng Khang. Các bạn ơi, nhớ xe đi chị ủng hộ Bảo nha. Hôm nay Bảo đang sung lắm má. Hello Thanh Tuyền, Mon. Ok. Đã đủ 5.000 bạn. Let's go. Khuấy động lên. Hôm nay mới kể thật là hay. Vô. Câu chuyện đầu tiên là của một bé tên là Ngọc Linh đã gửi cho chúng ta. Câu chuyện như thế này. Cái câu chuyện này được kể lại từ một người bạn, một người chú của bé Ngọc Linh này. Thì cái chuyện như thế này. Cái chú đó tên là Đỗ Khang. Đỗ Khang, một cái người bạn hồi nãy Bảo mới vừa chào và sẽ lấy tên bạn đó ha. Cái chú Đỗ Khang này là chú đó chạy xe taxi Mai Linh. Thì vào một hôm, khoảng cách đây 3 năm về trước, thì cái chú Đỗ Khang này nhận được một cuộc điện thoại từ tổng đài kêu là anh ơi, anh hãy tới cái bến xe kiểu giống như là tổng đài người ta thường hay gọi là nhận điện thoại của khách. Xong rồi tổng đài sẽ truyền xuống lại cho những cái taxi, những cái người chạy taxi để người ta tới chỗ đó người ta rước khách. Thì cái chú Đỗ Khang này mới nhận được một cuộc gọi là chạy lên cái bến xe mà Trà Vinh á, một cái bến xe ở Trà Vinh để đi rước người. Thì khi cái chú Đỗ Khang này tới cái bến xe đó thì có một người đàn ông mặc một bộ đồ, khoảng giờ đó là 6 giờ 30 tối rồi, thì ở Trà Vinh lúc đó rất là tối, khoảng 3 năm về trước thì ở Trà Vinh lúc đó rất là tối. Thì 6:30 tới rước thì cái người đàn ông nó mặc nguyên một bộ đồ vest đen luôn, các bạn hiểu không? Vest đen luôn. Mà các bạn hãy tưởng tượng nguyên cái bộ đồ đó giống như là cái bộ đồ trong cái phim Gold Bean vậy đó. Yêu tinh đó các bạn, mà cái anh chàng mà đóng cái vai thần chết đó các bạn. Ông nó mặc bộ đồ y chang mà đội cái nón mà như là cowboy vậy, cũng màu đen luôn, mang theo một cái valise đen. Trời ơi, black nha má. Xong rồi cái ông đó, cái chú tài xế đó mới mở cái tắt xe, cái mở cái cửa ra cho cái ông đó lên á. Thì cái chú tài xế mới ngồi trên xe đợi ổng lên. Thì cảm giác giống như là không có ai đi lên hết, các bạn hiểu không? Nếu á mà có một người lên xe á thì chắc chắn á thì cái xe nó phải nhún một chút, kiểu giống như là phải, nếu mà có người lên xe thì cái sức nặng của cái con người mình á sẽ làm cái xe nó hơi chênh vênh một chút. Đằng này nha, không có một cái cảm giác gì hết. Thì cái ông Đỗ Khang này mới thấy là ủa, khách lên xe chưa vậy, mới quay qua nhìn. Thì cái ông mà mặc cái áo vest đen đó lên hồi nào mà không biết luôn. Ổng lên nhẹ tựa lông hồng luôn các bạn. Lên mà không có cảm giác một con người lên luôn á. Cái xong rồi cái ông Đỗ Khang này ổng cũng không nghĩ gì hết. Thì ổng mới đi theo cái tờ giấy. Ổng hỏi là cái anh này là ảnh đi đâu. Thì cái ông mặc áo vest đen á mới đưa cho ổng một cái tờ giấy có ghi địa chỉ hẳn hồi trên đó luôn. Thì cái ông Đỗ Khang này mới đi theo cái địa chỉ đó tới địa điểm. Và cái địa điểm đó cũng khá là xa. Cái khoảng mà ổng rước khách là lúc đó là 6:30, mà ổng đi tới cái địa điểm đó là 7:20. Và cái chỗ đó rất là vắng luôn các bạn. Hai bên là nói chung là rất là vắng luôn, toàn cây không à. Nhưng mà tới cái ngôi nhà đó là một cái ngôi nhà nhìn nó rất là nghèo, nhìn nó rất là đơn sơ, nhìn nó không có gì giàu có cả. Khi mà cái ông Đỗ Khang vừa dừng xe xuống á thì để tính tiền á, thì cái người đàn ông mặc vest đen á, người ta kêu là thì tôi không có mang tiền.
tôi quên mang tiền rồi. Thôi ông đứng đây ông đợi tôi một chút đi, tôi vô trong nhà tôi lấy tiền rồi tôi đưa ra cho ông. Thì cái ông Đỗ Khang này, ông đứng đợi luôn, thì ông thấy rõ ràng cái người đàn ông mặc vest đen đó đã đi vô trong nhà rồi, mở cửa đi vô trong nhà luôn nha các bạn. Nhưng mà tới tận 30 phút sau không thấy người đàn ông đó ra. Thì cái lúc này á, cái ông Đỗ Khang ông mới thấy lạ quá, ông mới thấy trời má giật tiền anh hả, đâu có để đâu, anh làm loạn, anh quậy, trời ơi giật tiền anh hả, tính giật tiền anh quậy. Bây giờ ông Đỗ Khang bắt đầu ông sôi máu rồi, bắt đầu ông mở cửa xe ra đó, ông mở cửa xe taxi ra, ông đóng xe taxi lại, ông đi vô, ông gõ cửa. Open the door, is anybody home? Ông gõ cửa quá trời luôn các bạn. Xong rồi tự nhiên có một bà lão nha, có một bà lão già nha, bà mở cửa ra, bà hỏi là anh kiếm ai. Thì cái ông Đỗ Khang này ông mới nói với một cái giọng gọi là hơi tức giận một chút á, tại vì ông nghĩ rằng ông bị lừa các bạn. Cái xong rồi ông mới nói với cái bà lão đó là có một cái chú kia đi xe tôi, mà chú đó nói chú đó không có tiền, rồi chú đó vô trong nhà để chú đó lấy tiền, mà bây giờ tôi đợi đây gần 30 phút rồi, bây giờ cái thời gian mà tôi đi từ xe mà tôi vô trong đây tôi gõ cửa bà nói chuyện với tôi cũng gần 5 phút rồi, là ổng tổng cộng là 35 phút rồi mà bây giờ vẫn chưa ra đưa tiền cho tôi là sao. Cái xong rồi ổng nói vậy xong cái bà lão đó đó bà mới kêu, bà lão đó bà mới nói vậy là hey, lại nữa rồi. Cái bà lão đó bà nói vậy các bạn, hey, lại nữa rồi. Cái ổng mới kêu là sao bà. Cái xong rồi bà lão đó bà mới chỉ lên trên bàn thờ, bà nói là có phải cái người mà ông nói là cái người này không. Trời ơi, cái ông taxi Đỗ Khang đó các bạn, ông hết sức là bàng hoàng, ông hết sức là bẻ bàng luôn các bạn. Trời ơi, ông nhìn lên nha, cái người đàn ông mà nãy giờ ông chở là cái người mà đang ngồi ở trên bàn thờ, đang ngồi ở trên bàn thờ luôn các bạn, là cái di ảnh của người đó đang ở trên bàn thờ luôn. Cái bắt đầu ông Đỗ Khang này ông bủng rủng tay chân rồi, ông mới nhớ lại từ cái lúc mà ông chở cái ông này tới chỗ này, là khi mà ông chở ông này tới chỗ này là hoàn toàn cái ông đó không hề nói chuyện, hoàn toàn cái ông đó im lặng không hề nói chuyện luôn nha. Cái xong rồi ông mới sợ quá, ông không dám nói gì hết trơn. Thì cái bà lão bà mới nói là không có phải riêng một mình ông bị như vậy đâu, cái thằng này á nó là con trai của tôi, 5 năm về trước nó chết bởi vì á nó bị tai nạn giao thông ở ngay cái bến xe Trà Vinh đó đó. Nó bị tai nạn giao thông ở ngay cái bến xe Trà Vinh đó, cho nên nó mới chết. Và sau đó thì có rất là nhiều người mà kiểu mà cũng như taxi như ông á, người ta cũng tới đây hoài à, cho nên lúc nào tôi cũng phải trả tiền cho ta hết trơn á. Mà bao nhiêu tiền ông nói đi, tôi thanh toán cho thằng con của tôi, là nó về nhà kiểu mà đúng cái quy trình đó các bạn, đúng cái ngày mà ổng mà chết á là ổng về ổng thăm mẹ ổng, cho nên ổng mới bị chết đó các bạn. Cho nên đúng cái quy trình đó là cứ tới cái ngày đó là ổng bắt đầu đi taxi về nhà, cho nên lúc nào cái bà này bà cũng thủ sẵn tiền ở đó để bà trả tiền cho taxi với các bạn. Nhỏ lại chút xíu rồi, hôm nay tao hơi đau họng, hôm nay bảo hơi bị nhiệt đó các bạn. Rồi từ đó, rồi cái ông đó sau khi nhận tiền ổng về luôn các bạn, ổng không dám nói một tiếng nào luôn. Và từ đó khoảng một thời gian sau này á, thì cái chú Đỗ Khang này á, chú mới chuyển sang chạy xe du lịch, chú không có chạy xe taxi nữa. Và cái câu chuyện tiếp theo là cái câu chuyện chính của ngày hôm nay, câu chuyện về Campuchia mà cái thời diệt chủng á. Rồi có một cái anh này ảnh đã gửi chuyện cho bảo, mà ảnh xin phép được giấu tên nha các bạn. Ảnh kể á là vào cái thời Pol Pot ở Campuchia, nếu mà bạn nào chưa biết cái thời Pol Pot ở Campuchia á, thì bảo sẽ nói cho các bạn sơ ha. Cái thời đó là cái thời diệt chủng Khmer Đỏ, mà cái người nắm cái quyền là cái ông đó, ổng tên là Pol Pot đó, ổng diệt chủng người Khmer Đỏ. Là cái năm đó là khoảng vào năm 1975 tới năm 1979. Thì mẹ của ảnh là người Campuchia, mẹ ảnh hồi đó ở Campuchia các bạn. Cái thời gian hả mà diệt chủng Pol Pot á các bạn, mẹ của ảnh phải chạy nạn rất là cực luôn, mà chạy sắp tới biên giới luôn nha các bạn nha. Thì cái buổi tối hôm đó là kiểu giống như là bây giờ là chạy nạn rồi, cho nên người ta không có quan trọng cái gì hết, cứ ăn cắp được cái gì là mình sẽ ăn cái đó. Có người thì ăn cắp gạo này, có người thì ăn cắp khoai lang, có người thì ăn cắp khoai mì, cố gắng mà để mà kiểu mà giống như là để cho mình đỡ đói á, để cho mình có sức để mình chạy, mình vượt biên sang Việt Nam để mình lánh nạn các bạn. Thì cái đêm hôm đó mẹ của ảnh đang đi, buổi tối hôm đó cùng với lại ba cậu của ảnh á, là em của mẹ ảnh á, là đang đi tìm đồ ăn vào ban đêm. Thì tự nhiên nha, thấy cái cảnh thì mới thấy một cái cảnh
là cái quân Pol Pot á các bạn, cái quân người Pol Pot á, nó đang giết một cô, nó đang giết một cô gái. Thì tất cả mọi người núp, nếu mà bây giờ các bạn trường đầu ra thì người ta cũng sẽ giết các bạn luôn, các bạn hiểu không? Mà cái cô gái đó thì cái cô bé đó thì khoảng 9 tới 10 tuổi thôi, cái cô bé đó thì khoảng 9 tới 10 tuổi thôi, rất là nhỏ. Mà các bạn nghĩ đi, 10 thằng lính Pol Pot mà nó thay phiên nhau, nó hiếp dâm cái cô bé này. 10 thằng lính mà nó thay phiên nhau, nó hiếp dâm, mà nó vừa hiếp á các bạn, nó vừa hiếp mà nó vừa cười, mà nó giọng cười mang rợ, các bạn hiểu không? Giọng cười mang rợ. Nó hiếp xong con nhỏ nha, 10 thằng thay phiên nhau hiếp. Hiếp xong rồi nha các bạn, trong đó có 2 thằng, mỗi thằng cầm một cái chân của con bé, xé người con bé ra luôn nha các bạn. Một thằng cầm một cái chân á, banh ra rồi xé toạc cái chân ra luôn, trời ơi, đứt đôi người con bé ra luôn. Mà thấy ghê lắm kìa. Mà dân làng chung quanh đó các bạn, người ta đâu có dám làm gì đâu. Người ta chỉ bứng biết, người ta núp ở trong cái cây á, người ta không dám làm gì hết trơn á. Tại vì nếu mà bây giờ mà người ta xuất hiện á, người ta cứu cái con bé này á, thì chắc chắn là người ta sẽ bị giết, hoặc là người ta sẽ bị bắn chết. Tại vì nó đang diệt chủng mình mà, cho nên mình phải trốn. Còn ba mẹ cái đứa bé này á, chỉ biết ôm miệng khóc thôi. Người cha thì ôm bà mẹ vậy nè, cản bà mẹ, bịt miệng bà mẹ lại. Tại vì bà mẹ lúc này bà mẹ thấy con mình bị vậy á, bà mẹ khóc quá trời luôn. Mà cái cô bé này á, đói quá các bạn hiểu không? Cho nên cô bé này mới đi ăn trộm khoai lang của tụi Pol Pot. Cái cô bé này mới đi ăn trộm khoai lang, đào trộm khoai lang để ăn á. Thì khi mà cô bé này đào trộm á, thì bị mấy cái lính Pol Pot á, nó bắt lại, nó hiếp xong rồi nó giết. Cái xong nội hả, giống như là, mà lúc đó thì mẹ của cái anh này á, bây giờ mình đặt cái tên nha. Mẹ của anh này tên là Thanh Vi. Mẹ của anh này tên là Thanh Vi. Thì cái bà Thanh Vi này á, lúc này mới thoát được. Mới thoát được rồi á, thì về cái chỗ mà ngủ của gia đình á. Thì gia đình lúc này của bà Thanh Vi á, là có gồm có là ông, gọi là bố mẹ nè, rồi xong rồi chị bà Thanh Vi nè, xong rồi ba người em trai và một người em gái nhỏ, là một người em gái út. Thì cái lúc này cái chị Thanh Vi này mới trở lại cái chỗ mà nằm ngủ của gia đình mình á, cái chỗ trốn á. Thì chị vô chổng chị nằm ngủ. Thì các bạn biết không, buổi tối hôm đó làm như chị ám ảnh á, chị Thanh Vi chị ám ảnh cái vụ mà chị thấy cái đứa bé đó đó bị hiếp xong bị giết á các bạn. Chị ám ảnh chị ngủ không được luôn. Cái bắt đầu chị mới nằm chầu chực. Một lát sau chị mới ngủ được nha. Khi mà chị Thanh Vi đang ngủ á, thì tự nhiên chị Thanh Vi nghe có một cái tiếng sột soạt. Cái tiếng bước chân á các bạn, mà cái tiếng nó sột soạt. Thì chị Thanh Vi tỉnh dậy liền. Chị Thanh Vi nghĩ rằng á là chắc là cái lính Pol Pot á, nó tới á, để cho nó tìm người để nó giết á các bạn. Cho nên chị Thanh Vi sợ lắm, chị Thanh Vi mới ngồi dậy, chị Thanh Vi kêu gia đình của mình dậy. Mà khi mà chị Thanh Vi kêu gia đình của mình dậy á, má ơi, mẹ ơi, em trai, em gái, dậy đi. Không ai dậy hết. Mọi người ngủ nhăn răng luôn, ngủ như chết vậy đó. Kêu cỡ nào cũng không dậy, ngắt nhéo cũng không dậy luôn. Cái xong rồi chị Thanh Vi sợ quá, thì chị Thanh Vi mới bỏ. Thì chị Thanh Vi mới bỏ trốn, chị Thanh Vi mới núp vô sau một cái cây. Thì chị Thanh Vi nhìn gia đình mình vậy nè. Nhưng mà chị Thanh Vi, tại vì chị Thanh Vi cố gắng hết sức kêu rồi, mà người nhà không chịu dậy, thì chị Thanh Vi phải chạy, phải cứu lấy bản thân mình thôi chứ biết sao giờ. Nhưng mà không phải cái tiếng đó, vẫn không thấy người nha các bạn. Nghe cái tiếng bước chân nhưng mà vẫn không thấy người xuất hiện. Thì lúc này á, chị Thanh Vi cảm giác á, giống như là có ai đang ở đằng sau lưng mình vậy. Giống như là có ai đó đang ở đằng sau lưng mình á. Chị Thanh Vi cảm giác lạnh người lắm. Cái xong tự nhiên chị Thanh Vi nghe có một cái tiếng kêu, mà nó vỗ vô vai chị Thanh Vi vậy nè các bạn. Cái xong mà chị Thanh Vi quay lại. Khi mà chị Thanh Vi quay lại á, thì chị Thanh Vi thấy có một đứa bé gái. Mà cái đứa bé đó chính là cái đứa bé hồi chiều mà chị thấy đứa bé đó bị hiếp mà bị giết á. Trời ơi, chị Thanh Vi sợ quá, chị Thanh Vi hết hồn luôn. Tự nhiên cái con nhỏ đó nó chết rồi các bạn hiểu không? Mà tự nhiên bây giờ buổi tối hôm nay nó xuất hiện trước mặt chị Thanh Vi. Trời ơi, chị Thanh Vi la làng lên luôn các bạn. Bây giờ bả không có sợ Pol Pot nữa rồi, bả không có sợ lính nữa. Mà bả sợ ma má, bả la lên a a. Bả la dữ các bạn, thì tự nhiên cái con bé đó đó, cái linh hồn của cái đứa bé mà 9-10 tuổi đó đó mới: em không có làm hại chị đâu. Chị ơi, chị có thể giúp em một việc được không? Cái cô bé đó, cái dòng hồn của cô bé đó mới nói lại với chị Thanh Vi: chị ơi, chị có thể giúp em một việc được không? Bây giờ chị có thể lại chỗ ba mẹ của em ở, mà nói với ba mẹ của em rằng á, bây giờ em không còn đau đớn nữa, em không còn cảm giác đau đớn nữa, bây giờ em đã rất là yên ổn rồi. Ba mẹ đừng có lo lắng cho em nữa nha. Chị có thể tới đó và nói với ba mẹ em như vậy được hay không?
Cái xong rồi chị Thanh Vi mới đồng ý. Thì chị Thanh Vi mới đi vô trong cái làng đó. Chị Thanh Vi mới đi vô trong cái buôn làng mà có cái người, có cái gia đình mà có người con gái mà hồi tối nay mới vừa chết á. Thì chị Thanh Vi mới đi vô, chị Thanh Vi nhìn vậy nè. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong làng thì nhà nào nó cũng như nhà nào nó cũng giống nhau hết trơn á, mà nhà nào cũng là nhà sàn hết. Cái xong rồi chị Thanh Vi mới nghĩ trong đầu là chết mẹ rồi, biết tìm nhà người thân của con bé đó ở đâu đây. Nhà người ta đóng cửa hết trơn rồi mà nhà nào cũng y chang nhau hết. Cái xong rồi tự nhiên chị quay qua bên trái. Cái chị Thanh Vi quay qua bên trái thì thấy cái đứa bé mà hồi tối á, mà bị quân lính nó hiếp dâm rồi nó giết á, đang đứng ngay trước một cái cửa nhà, chỉ vô trong cái cửa nhà vậy nè. Trời ơi, cái đứa bé đó nha, đứng ngay cái cửa nhà của nhà nó đó các bạn. Nó chỉ vô vậy nè, kiểu giống như là nhà em đây nè chị, nhà em đây nè chị, các bạn hiểu không? Cái xong rồi chị Thanh Vi mới đi vô trong cái nhà đó. Mà cái nhà đó là nhà sàn, các bạn hiểu không? Cho nên nó đứng ngang đầu chị Thanh Vi luôn. Là cái kiểu như mà cái cửa nó đứng ngang đầu chị Thanh Vi luôn. Nên chị Thanh Vi mới gõ cửa. Khi mà chị Thanh Vi gõ cửa thì chị Thanh Vi nói là: cô chú ơi, cô chú có phải là người nhà của cái bé mà hồi tối nay mới vừa bị lính giết không ạ? À? Thì ở bên trong nhà có người nói vọng ra. Thì cái người đó nói vậy nè: đúng rồi đó con, có gì không vậy con? Người đó cũng không dám ra mở cửa luôn. Người đó cũng không dám ra mở cửa, các bạn biết không? Tại vì sợ lính đó các bạn, người ta đang trốn mà, người ta đâu dám ra mở cửa đâu. Cái xong rồi cái chị Thanh Vi này, chị nó mới nói là: cô chú ơi, cô chú đừng lo nữa nha, hôm nay em nó mới đến gặp con. Em nó nói là bây giờ con đã hết đau đớn rồi, cho nên bố mẹ đừng lo về con nữa, con đã yên ổn rồi, bố mẹ đừng có buồn nữa nha. Cái xong rồi vừa nói dứt câu xong á, là chị Thanh Vi bỏ chạy vô trong rừng liền, không dám đứng đó nữa. Tại vì rất là sợ, các bạn hiểu không? Khi mà chị trở về chỗ ngủ á, thì thường á, người ta chạy nạn á, thì người ta dậy rất là sớm, người ta dậy vào lúc 4-5 giờ sáng không mà, để người ta chạy á, người ta chạy nạn, người ta vượt biên các bạn. Thì 4-5 giờ sáng á, thì kiểu như là chị cũng dậy chung với gia đình chị á, thì chị mới nói với gia đình chị là: sao hồi tối á, con kêu ba mẹ với mấy em dậy mà ba mẹ với mấy em không chịu dậy vậy? May là người ta tới nhờ mình giúp đỡ, chứ không phải là tụi lính á, là tụi nó giết gia đình mình rồi. Cái xong rồi hả, trong đó thì có một cái thằng em trai của cái chị Thanh Vi này mới nói là: ủa, hồi tối em đi vệ sinh, em ngồi dậy em thấy chị vẫn ngủ mà, chị đâu có đi đâu đâu. Trời ơi, nói một câu xanh rờn luôn các bạn. Ý là cái em của chị Thanh Vi nói đó là buổi tối hôm đó nó đi vệ sinh, nhưng mà nó vẫn thấy con chị nó nằm ngủ, các bạn hiểu không? Con chị nó không hề đi đâu hết. Cái xong rồi bà Thanh Vi bà cũng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ bắt đầu đi tiếp nha, bắt đầu trốn. Bây giờ là gần tới biên giới rồi nha các bạn. Thì khi mà gần tới biên giới á, thì bắt đầu á, chị Thanh Vi mới làm một vố. Các bạn hiểu không? Chị Thanh Vi cùng với một người, cùng với mấy cái người dân làng á, mới làm một vố. Đó là trộm thóc, trộm gạo của tụi lính Pol Pot. Các bạn thấy ghê không? Tại bây giờ thí dụ mà mình không ăn thì mình cũng chết đói à. Thà bây giờ mình liều luôn, mình vô trong tận rào huyệt của tụi nó mà mình ăn cắp gạo luôn. Chứ bây giờ nếu mà mình càng nhịn đói á, thì mình cũng chết thôi. Thí dụ mà mình càng nhịn đói thì mình cũng chết đói à, cho nên hả, ok mình liều luôn. Thì á các bạn biết không, nguyên một tớp người luôn nha, vô trong cái chỗ mà để lương thực của tụi Pol Pot á, người ta mới bắt đầu trộm gạo, trộm thóc, trộm lương thực. Xong rồi người ta bỏ chạy. Khi mà người ta bỏ chạy đó, ở phía sau lưng của chị Thanh Vi á, có rất là nhiều người bị lính Pol Pot người ta bắn. Bị bắn quá trời luôn, người ta chết. Mà các bạn không, chết la liệt luôn. Lính Pol Pot nó phát hiện á, xong rồi nó bắn. Nhưng mà hả, chị Thanh Vi nha, tuyệt nhiên chị Thanh Vi chạy một đường thẳng luôn. Chị Thanh Vi không hề bị xước một cái gì hết, không hề bị trầy luôn nha các bạn. Không hề bị trầy luôn, mà chị cứ chạy một đường thôi. Mà đằng sau lưng chị á, người ta chết quá trời chết luôn. Mà chị Thanh Vi thì chị sống nhăn răng luôn. Đó, chị sống dài lắm. Cái bắt đầu á, chị mới chạy vô trong cái rừng cỏ á các bạn, mới chạy vô trong cái đó. Thì bắt đầu chị Thanh Vi mới lạc ở trong rừng. Chị Thanh Vi bị lạc á, cho nên chị Thanh Vi, do là chị Thanh Vi bị lạc, mấy cái người mà đi trước á các bạn, cho nên chị Thanh Vi không có biết đường. Chị Thanh Vi thì không có biết đường, cho nên chị mới đi vòng vòng ở trong rừng vậy hoài luôn. Thì khi mà chị Thanh Vi đi vòng vòng ở trong rừng á, thì chị Thanh Vi nghe có một tiếng cười của một người phụ nữ, mà người phụ nữ trẻ nha các bạn. Thì chị Thanh Vi mới bắt đầu
lần theo cái tiếng cười đó. Mà cái tiếng cười đó giống như là một cái tiếng cười thân thiện nha các bạn. Chị Thanh Vy mới bắt đầu lần theo cái tiếng cười đó mà tìm ra được đường ra ngoài rừng luôn các bạn, hiểu không? Có nghĩa là chị Thanh Vy cứ đi theo cái tiếng cười đó, đi một hồi á thì chị ra khỏi rừng luôn. Giống như là cái tiếng cười đó đó, người ta dẫn chị Thanh Vy trốn ra khỏi rừng vậy đó các bạn. Thì khi mà chị Thanh Vy vừa thoát ra khỏi rừng á, thì chị Thanh Vy gặp gia đình của mình luôn. Gặp ngay gia đình của mình ở đó luôn. Mà các bạn biết sao không? Bây giờ gần tới biên giới rồi thì bắt đầu gia đình của chị Thanh Vy ôm một bịch gạo vậy nè. Bắt đầu gia đình của chị Thanh Vy mới chạy đi ra biên giới. Bây giờ đã tới biên giới rồi nha các bạn. Thì ngồi ở ngay cái biên giới các bạn, đợi 10 phút. Thì cái thuyền mà chở người vượt biên á, mới cập bến. Thì khi cái thuyền chở người vượt biên cập bến á, thì bắt đầu gia đình của chị Thanh Vy mới lên thuyền. Nhưng mà do là cái lúc này á, cái tụi lính thô phóp á, tụi nó đã ruột theo rồi á, cho nên bây giờ cha của chị Thanh Vy á lên không có kịp. Cho nên bị tụi lính thô phóp bắt lại rồi giết ngay tại chỗ luôn. Bây giờ gia đình là mất cha luôn, rồi giống như là em của mình mất cha luôn, các bạn hiểu không? Là giống như là khi mà tới đó rồi á, là bắt đầu chuẩn bị lên thuyền rồi á, mà không kịp. Tụi bóp bóp á, nó tới á, nó biết chuyện á, nó chạy tới nó giết luôn cha của chị Thanh Vy luôn. Cha chị Thanh Vy chưa có kịp lên trên thuyền. Thì các bạn bắt đầu lúc này á, thuyền nó đã đi rồi. Thì tự nhiên có một cái ông chú, ông ngồi kế bên. Có một cái ông chú ngồi kế bên gia đình của chị Thanh Vy á, tự nhiên. Cái ông đó, ông đâu có quen biết đâu. Cái ông đó không có quen biết gì gia đình chị Thanh Vy hết. Tự nhiên quay qua nói câu xanh rờn. Quay qua nhìn chị Thanh Vy nha, kêu vậy nè: "Con ơi, con ở lại, con lo cho hai mẹ, con lo cho các em giùm bố nha. Tội con quá à. Con phải khổ cực thay ba rồi. Ba không có thể nào mà lo cho gia đình mình được nữa. Thôi con ở lại, con ráng mà con lo cho hai mẹ với lại mấy em nha con." Trời, các bạn biết không, gia đình của chị Thanh Vy ngồi đó mà chứng kiến cái ông đó nói vậy á các bạn. Mà gia đình của chị Thanh Vy khóc quá trời khóc luôn. Mới ôm cái ông đó mà đâu có biết ông đó là ai đâu. Là có nghĩa là cha của chị Thanh Vy á, lúc này đã nhập vô xác của cái ông đó rồi. Là cha của chị Thanh Vy mượn cái xác của ông đó. Mà trong khi cha của chị Thanh Vy mới vừa chết luôn. Cha của chị Thanh Vy mới vừa chết ngay cái chỗ vượt biên luôn các bạn. Cái xong rồi ổng nhập vô cái ông ngồi kế bên chị Thanh Vy để ổng nói cho chị Thanh Vy á, để ổng dặn dò con gái mình á. Trời ơi, gia đình ôm nhau khóc quá trời luôn. Cái lúc mà ông kế bên tỉnh dậy á các bạn, ổng kêu: "Trời, cái gì vậy mấy má? Trời, úi xuống. Cái gì vậy? Cái gì mà đụng vô người tôi vậy trời? Có quen biết không? Quen không mà đụng vô người ta?" Cái xong rồi cái chị Thanh Vy này á, ổng hỏi là tại sao ôm ổng. Thì cái chị Thanh Vy này mới nói là: "Kể là nãy giờ là ba của em nhập vô trong xác của anh á, nói với tụi em vậy nè. Cho nên tụi em mới ôm anh, tụi em thương ba, tụi em ôm anh chứ anh thông cảm nha, tụi em xin lỗi." Mà các bạn biết không, sau khi mà đã vượt biên tới Việt Nam rồi thì các bạn biết là lúc đó Việt Nam mình nó chu cấp cho những cái người mà vượt biên từ Campuchia á. Cái thời diệt chủng Khmer Đỏ của Pol Pot á, người ta vượt biên qua Việt Nam mình á, thì Việt Nam mình mới gọi là chu cấp cho người ta nhà ở, đồ ăn, thức uống. Mà cái lúc đó chị Thanh Vy lên Châu Đốc ở nha các bạn nha. Lúc đó là chị Thanh Vy lên Châu Đốc ở. Mà sau khi lên Châu Đốc ở thì còn nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng mà cái anh mà kể gửi chuyện cho Bảo á, ảnh chưa có kể. Để đợt sau mà ảnh kể thêm á thì Bảo sẽ làm tiếp một phần nữa về cái câu chuyện của chị Thanh Vy này nha. Xin lỗi, hôm nay Bảo bị cái nhiệt ở đây nữa. Cho nên khi mà Bảo nói á, cho nên nó cứ đụng vô cái nhiệt nó hơi đau. Bây giờ Bảo sẽ kể tiếp cho các bạn nghe nha. Các bạn đừng quên share livestream ủng hộ Bảo nha. Câu chuyện tiếp theo là của một bạn tên là... Cái bạn đó tên gì tao quên mẹ tên rồi. Cái bạn này tên là Thái Duy, đúng rồi. Đó, cái bạn đó tên là Thái Duy, bạn đó là gửi chuyện cho Bảo. Cái chuyện này là như thế này. Cái bạn Thái Duy kể á, là ở chỗ bạn Thái Duy có một thằng nó bán vé số. Cái thằng bán vé số đó tên là Bình An.
Thì các bạn thấy gì, kể là cái thằng Bình An này, nhà của nó, từ nhà của nó mà tới Tuy Hòa là khoảng 15 km. Từ nhà của nó mà tới Tuy Hòa là khoảng 15 km, tính là khoảng 3 cây số. Nhưng mà cái thằng Bình An này ngày nào nó cũng đi 15 km, 3 cây số để bán vé số đó các bạn, hiểu không? Lên trên chợ Tuy Hòa mà bán vé số á, ngày nào cũng vậy hết, bán từ sáng cho tới tối xong về. Thì cái ngày hôm đó cái thằng Bình An nó cũng đi bán vé số luôn, và nó cũng về vào cái buổi tối hôm đó luôn. Mà cái buổi tối hôm đó là 1-2 giờ đêm, mà không hiểu sao á, mà giống như là xe khách đó các bạn, xe khách đó, người ta, cái ông mà lái xe á, không hiểu sao ổng bị xỉn hay là ổng bị say rượu á, mà ổng chạy xe sau tông thẳng vô trong cái thằng Bình An này luôn. Mà buổi tối các bạn nha, tông thẳng vô trong cái thằng Bình An này luôn, tới nỗi mà là người của cái thằng Bình An á nát bét luôn, não xì ra, sọ xì ra luôn. Để chỉnh lên, não xì ra mà sọ xì ra luôn nha các bạn nha. Mà các bạn biết không, buổi tối mà, cho nên cái ông mà lái xe ổng sợ ổng bị gọi là bị phạt á các bạn, ổng bỏ ổng đi luôn, kiểu như là ổng tông người ta vào buổi tối á, cho nên ổng thấy vậy á, cho nên ổng trốn luôn, ổng bỏ ổng đi luôn, ổng không thèm ở lại báo công an luôn, các bạn hiểu không? Cái xong rồi sáng ngày hôm sau á, mấy cái người mà đi chợ vào buổi sáng á, thì người ta khoảng 4-5 giờ người ta đi chợ vào buổi sáng, người ta đi ngang qua thì người ta biết cái thằng này mà. Cái thằng này là trai mặt ở trong chợ rồi, nó đi nó hỏi người này người kia mua á, cho nên ai cũng biết thằng này hết trơn. Cái xong rồi người ta thấy cái xác của thằng Bình An nằm đó, trời ơi người ta sổ á. Sáng sớm mà trời, ta nói dân làng á, dân người ta hả, đi ra người ta đi chợ buổi sáng các bạn, bây giờ là người ta đi họp chợ, trời ơi người ta ra người ta thấy cái xác của nó ngay giữa đường, trời ơi người ta sợ quá trời luôn. Người ta chạy lên công an người ta báo. Khi mà người ta chạy lên công an người ta báo á, là khoảng 4-5 giờ đi, thì tới 6 giờ luôn vẫn chưa có ai dọn dẹp cái đống đó hết, vẫn chưa có ai dọn xác của thằng Bình An luôn. Cái xong rồi bắt đầu ở trong chợ, người ta mới ở trong chợ Tuy Hòa, người ta mới đồn lên, người ta mới bắt đầu nói là ê, cái thằng nhóc Bình An mà bán vé số á, nó bị tông xe rồi kìa, trời ơi xì xọ ra luôn. Thì bắt đầu cái bạn mà kể câu chuyện này cho Bảo với lại anh em của bạn á mới đi ra xem. Khi mà đi ra xem nha các bạn, thấy có cái bà kia, bà đang dọn. Trời ơi mà bà dọn mà kiểu như là bà hút thịt đó, bà hút thịt mà rồi bà bỏ vô trong bịch đó các bạn. Trời ơi ai cũng ói lên ói xuống luôn. Mà từ khi đó, mà cái thằng Bình An nó chết á, thì chung quanh đó mới xảy ra những cái việc rất là ly kỳ luôn nha các bạn. Những cái việc từ khi cái thằng Bình An chết đó là cái chỗ đó bị ám luôn. Sau 3 ngày mọi chuyện bắt đầu trôi qua, sau 3 ngày thì bắt đầu nha, buổi tối nha các bạn, khuya nha, là xe nào mà đi qua đó là sẽ bị lật xe hết. Mà các bạn nha, 9 xe đi qua đó, hết 8 xe bị lật rồi. Mà các bạn nghĩ đi, cái con đường đi qua đó là một đường thẳng, không lên, không xuống, chỉ đi qua đó thôi, không có cua quẹo luôn, thì làm sao mà xe người ta té được. Mà cái này không phải là té mà kiểu mà tông xe đâu, nguyên một cái xe nó lật luôn, nguyên một cái xe nó lật vậy nè. Cái bắt đầu á, nhiều người bắt đầu người ta đồn lên á, cái xong rồi buổi tối ngày hôm đó, từ đó về sau á, ai mà đi qua, ai mà kiểu mà xe khách á, rồi xe tải mà đi qua đó là phải thắp nhang khấn là cho tôi qua đây nha, tôi giờ khấn là cúng á, mới được qua Bình An, chứ không thôi là bị lật xe các bạn. Xong rồi á, thì bắt đầu người ta truyền tay nhau là cái thằng Bình An này nó chết ở đây, nó linh lắm. Cho nên mình đi xin số đề đi. Bắt đầu người ta buổi tối nha, là người ta kéo nhau ra, người ta cầu cơ. Mấy cái người mà gan các bạn mà kiểu mà hay chơi số đề máu cờ bạc á, người ta kéo ra người ta cầu cơ nha. Người ta cầu cơ rồi người ta chơi tùm lum thứ hết đó, mà mấy cái thứ ác đó các bạn, để người ta kêu hồn cái thằng Bình An này lên, để thằng Bình An này cho số. Thì một trong số đó thì người ta mới kể lại, những cái người mà xin số á, người ta kể lại là vậy nè. Gọi thằng Bình An lên nha, mà thằng Bình An nó kể á là nó chết, mà nó chết oan, nó không siêu thoát được, mà nó còn bị mất một con mắt nữa. Cho nên nó mất một con mắt như vậy nè, cho nên nó không tìm được đường về nhà, nó không có siêu thoát được. Bây giờ nếu mà nó, ý là nó trao đổi các bạn hiểu không, nó nói với những người cầu cơ á, là nếu bây giờ nó cho người ta số đề thì người ta phải hứa với nó một điều là tìm cho nó lại một con mắt còn lại của nó, tìm cho nó lại một con mắt thì nó mới cho số đề. Cái xong rồi người ta mới nói cứ cho đi. Người ta hứa với nó là sau khi mà người ta đánh đề xong, nếu mà người ta trúng á thì người ta sẽ đi tìm con mắt cho nó. Nhưng mà không có ai tìm hết á các bạn. Những cái người á mà tới xin số đề của cái thằng Bình An này nè, thằng nhóc Bình An này nè, người ta trúng xong người ta cũng trốn đi.
không có ai mà đi tìm con mắt cho nó hết. Có một cái thằng nó ở gần nhà của cái bạn này, nó tên là Thanh Nam. Có một cái thằng kia nó tên là Thanh Nam, nó cũng đi xin số đề luôn, mà nó xin xong rồi nó cũng không tìm con mắt cho cái thằng bé Bình An này luôn. Cái xong rồi cái thằng Thanh Nam á, nó đi nó chơi số đề xong nó được tiền á các bạn, cái bắt đầu nó trốn, nó đi ăn chơi này kia, cái xong nó hết tiền, không hiểu sao mà nó quay lại cái chỗ đó, nó xin số đề lại lần nữa. Mà hả, các bạn nghĩ đi, nó đã thất hứa với người ta rồi, nó đã thất hứa với người ta rồi mà bây giờ nó còn quay lại nó xin lại lần nữa, coi coi nó có chai mặt không. Cái xong rồi từ đó trở đi nha, cái lần thứ hai thằng Thanh Nam á, nó tới nó xin số đề á, từ đó trở đi qua ngày hôm sau á, nó khùng luôn, bắt đầu nó ngơ ngơ ngáo ngáo luôn, nó trở nên khùng luôn các bạn, hiểu không? Là tại vì cái thằng Bình An khiến cho nó bị khùng. Nó thất hứa với thằng Bình An mà nó còn quay lại nó xin lại lần nữa, xin lại từ đầu, các bạn hiểu không? Chơi hết tiền rồi bây giờ quay lại xin số đề lần nữa đâu được. Cái bắt đầu mọi người mới sợ quá, mới sợ cái thằng Bình An này quá, làm như giống như là nó tức mấy cái người này á, thất hứa với nó, cho nên nó quậy, nó rất là lộng hành luôn, nó phá người này phá người kia ở chung quanh á, tới nỗi mà người ta phải bỏ nhà, người ta bỏ nhà, người ta không có dám thuê nhà ở gần đó luôn, người ta bỏ qua nhà khác người ta ở, thậm chí là nhà của người ta ở đó, đất của người ta ở đó là bằng tiền của người ta, mà người ta sợ tới nỗi mà người ta bỏ hoang cái nhà đó luôn, người ta đi lên trên, đi qua chỗ khác người ta mướn nhà người ta ở, không có dám ở đó nữa. Thì bắt đầu mọi người mới mướn thầy để trị cái thằng Bình An này. Nhưng mà mấy cái ông thầy mà mới tới á các bạn, ổng vừa bỏ cái cặp xuống rồi dọn đồ ra là bắt đầu mấy cái ông thầy này ổng sợ quá, phải gom đồ lại rồi bỏ chạy, chứ không có ông thầy nào mà dám ở lại hết trơn á. Cái ông thầy mà cao tay nhất nha các bạn, tới đó nha, bấm tay vậy nè, rồi tôi biết rồi, ngày mai tôi quay lại nha, bây giờ tôi quên đem đồ nghề rồi, ngày mai tôi quay lại, dân làng cứ yên tâm đó, các bạn trong xóm cứ yên tâm, hãy tin ở tôi, ok. Cái xong rồi cái ông này ổng về nhà buổi tối hôm đó, cái thằng Bình An nó đi theo ổng mà nó vô trong giấc mơ ổng, nó nói vậy nè: đừng có xen vào chuyện của tao, mày mà xen vào chuyện của tao á là tao không có để cho mày yên đâu, cẩn thận đó, giang hồ chưa. Nó tới nó cảnh cáo luôn nha các bạn. Cái từ đó về sau á, người không có ông thầy nào mà dám lại mà kiểu mà giống như là trừ cái thằng Bình An này hết, tại vì cái thằng Bình An này nó là quỷ rồi. Mà bắt đầu hả, khoảng thời gian đó cứ bị lật xe hoài luôn, người nào đi qua đó là lâu lâu cứ bị lật xe hoài, mà chết người cũng nhiều nữa, cho nên người ta cũng rất là sợ, người ta cũng chừa cái đường đó ra, người ta không dám đi. Cái xong rồi vào một hôm, có một cái thằng nhóc vào một hôm có một cái thằng nhóc tên là Khoa Dương có một thằng nhóc tên là Khoa Dương cái thằng nhóc này á là cái thằng chăn bò. Cái thằng Khoa Dương này là chăn bò, mà kiểu mà chăn bò người ta thuê cái thằng Khoa Dương này đi chăn bò, các bạn hiểu không? Nhưng cái ngày hôm đó cái thằng Khoa Dương này đi chăn bò làm sao mà mất con bò của người ta, mất con bò luôn. Cái xong thằng Khoa Dương này nó không có dám về cho chủ nó biết, nó sợ lắm các bạn, nên nó mới trốn. Thì nó mới trốn lên cái miếu ở gần cái chỗ mà thằng Bình An chết, tại vì ở đó kiểu mà ở gần cái chỗ thằng Bình An chết ngay cái gốc cây đó đó, nó có một cái miếu. Thì cái thằng Khoa Dương này nó mới lên trên cái miếu đó nó nằm ngủ. Trời ơi, kể mà ớn cái gà. Thì khi mà thằng Khoa Dương nó nằm ngủ á các bạn, thì thằng Khoa Dương nó mới nghe có một tiếng nói chuyện mà giống như là bàn toán á. Nó cứ nói chuyện mà nói chuyện xì xào các bạn. Nó nói xì xào á, tụi nó kiểu giống như là rất là nhiều người đứng đó nói chuyện á. Cái bắt đầu thằng Khoa Dương này á mới nhìn lên, mới tỉnh giấc, mới nhìn ra ngoài cái gốc cây á. Thì thấy nha các bạn, thằng Khoa Dương này thấy cái thằng Bình An luôn, tại vì ở đó ai cũng biết thằng Bình An hết trơn á. Cái xong mà thằng Khoa Dương thấy cái thằng Bình An nó có một con mắt à, nó mới đứng nói chuyện với lại 6 người nữa. Nó đứng nói chuyện với lại 6 người nữa mà 6 cái người đó đó không có tay, mất tay cũng mất chân, rồi hả cũng mất đầu, rồi cũng nát người luôn. Kiểu giống như là tiếng ồn nó đang đâu hả? Kiểu giống như là 6 cái người đó là chân tay cũng không được bình thường luôn. Thì cái thằng Bình An này mới gọi là bàn bạc á, bảy cái con quỷ nó mới bàn bạc với nhau, là cái thằng Bình An nó mới nói là vào ngày mai khoảng 12 giờ có một chiếc xe khách 42 chỗ màu đỏ chở trên xe khoảng 39 người đi qua đây, bà có nhiệm vụ là lật xe cho tôi, bà nghe chưa? Cái thằng Bình An là cái thằng Khoa Dương này nè, nó đang nằm ngủ ở trong cái miếu, thì nó mới nghe thằng Bình An bàn với lại mấy cái con quỷ
đang đứng ở đó đó các bạn, nó nghe vậy luôn nha, nó nghe vậy luôn á. Cái xong rồi thằng Bình An, cái thằng Khoa Dương này nó mới sợ quá, nó không có dám nói gì hết, nhưng mà nó lại mệt các bạn bị hiểu không, cho nên nó mới ngủ. Thì khi nó ngủ xong nó tỉnh dậy á là khoảng là lúc đó là khoảng 9-10 giờ sáng. Thì cái thằng Khoa Dương này nó biết rằng vẫn còn kịp, cho nên nó mới chạy lên cái chỗ mà lên dốc á các bạn, nó mới chạy lên trên đó, nó mới chờ cái chiếc xe mà như cái thằng Bình An nói các bạn. Thì đúng luôn, 12 giờ là có một chiếc xe màu đỏ, chiếc xe khách màu đỏ nha, biển số mấy quên rồi nhưng mà nó màu đỏ, 42 chỗ đang chạy lên vậy nè, chuẩn bị lên trên dốc. Thì cái thằng Bình An á mới chạy ra nó cản lại, nó giơ hai tay vậy nè, nó lộn, cái thằng Khoa Dương nó giơ hai tay vậy nè. Hey, stop, wait a minute. Thằng Bình An mới, cái thằng Khoa Dương á nó mới cản lại. Thì cái ông tài xế á với mọi người ở trên xe á, người ta rất là bực mình, người ta mới chửi nó, người ta mới kêu: ê thằng nhóc, mày bị khùng hả? Trời ơi, mày muốn chết không? Người ta đang đi mà tự nhiên mày cản lại, lỡ xe người ta không thắng kịp, người ta đụng mày sao? Cái xong rồi cái thằng lơ xe ở trên xe các bạn, cái thằng nó mới đi xuống. Cái thằng lơ xe nó mới đi xuống, nó mới chửi, nó đính tán vô trong mặt cái thằng Khoa Dương á, nó mới tán, định tán vô. Nhưng mà nó thấy thằng Khoa Dương tội nghiệp quá, thằng Khoa Dương là con nít mà cái thằng Khoa Dương tội nghiệp quá các bạn hiểu không, cho nên nó không có đánh thằng Khoa Dương. Từ từ để tao uống miếng nước cái. Nặng lớn chút. Nó tính đánh thằng Khoa Dương rồi, nhưng thằng Khoa Dương mới kêu: mấy chú ơi cho con gặp tài xế đi, mấy chú ơi chuyện gấp lắm rồi, cho con gặp tài xế đi. Cái xong rồi cái ông tài xế này ổng mới đi xuống. Thì ổng mới nói là: chuyện gì? Bây giờ mày đứng xích qua cho tụi tao đi. Thằng Khoa Dương, cái thằng Khoa Dương này nó mới kể lại hết cái chuyện mà nó nghe từ mấy cái con quỷ mà tối hôm qua nó đang ngầm ở trên cái miếu mà nó nghe được á. Nó kể lại hết cho cái ông tài xế luôn. Cái ông tài xế mới chỉ cho mặt nó vậy nè: bây giờ tao lên trên xe, tao đếm, nếu mà đủ 39 người tao cho mày tiền, còn không mày biến cho tụi tao đi. Các bạn hiểu không? Cái xong rồi khi mà cái ông tài xế này ổng lên trên xe á, thì thằng Khoa Dương nó đi lên theo luôn. Thì bắt đầu ông tài xế ổng mới đếm, đếm có đủ 39 người không. Thì đếm 3-4 lần luôn, chỉ có 38 người thôi, không đủ 39 người. Đếm 38 lần, ở lộn, đếm 4 lần, 5 lần, nhưng mà vẫn 38 người. Cái xong rồi tự nhiên may sao các bạn, cái lúc đó tự nhiên có một bà bầu, bà ngồi dậy, bà nghe được cái câu chuyện mà cái thằng Khoa Dương kể á. Thì bà mới kêu: Ê, chị, hãy lắng nghe chị, listen to me, hãy lắng nghe chị có điều muốn nói. Cái bà bầu đó, bà tự nhiên bà tỉnh dậy, bà đang ngủ. Bà đang ngủ vậy nè, tự nhiên bà tỉnh dậy, bà nghe câu chuyện của thằng Khoa Dương mà mới kêu là: hãy listen to me. Chị nè mấy em, chị có bầu 4 tháng rồi, nếu tính ra là thêm một người nữa đó em. Chị có bầu 4 tháng rồi, là tính luôn con chị, là trên xe đã đủ 39 người rồi đó em. Trời ơi má, nguyên một đám bắt đầu, trời ơi, bắt đầu mọi người trên xe bắt đầu nhốn nhào lên mọi người. Trời ơi em lại chị, trời ơi em lại chị, trời ơi. Bắt đầu nguyên một mọi người bắt đầu hết hồn luôn. Là nếu mà tính theo cái bà bầu này nữa, bả đang có bầu á, là thêm một người nữa là đủ 39 người, y chang như cái lời thằng Khoa Dương nói luôn. Thì khi mọi người đang hoang mang như vậy, thì tự nhiên đằng sau có một xe nó chạy lên, cũng là xe khách luôn nha. Mà cái xe đó hình như ít người hơn, mà nó ngắn hơn cái xe này. Cái xe đó giống như là nó nhỏ hơn xe khách, hiểu không? Cái xe khách như cái xe buýt vậy đó. Còn cái xe này là nó nhỏ hơn. Thì khi cái xe đó, nó chạy lên trên dốc đó các bạn. Trời ơi, cái xe đó mới vừa chạy lên trên dốc thôi nha, lực mà rớt xuống dưới đèo luôn. Cái xe đó lực mà rớt xuống dưới đèo luôn nha các bạn. Mọi người ở chung quanh đó đó, người ta hết hồn luôn, người ta sợ luôn các bạn, người ta la lên quá trời luôn. Bắt đầu người ta báo công an. Nếu á mà cái xe của mấy cái người mà thằng Khoa Dương đang nói chuyện nè, mà đi lên theo đúng, thằng Khoa Dương không cản lại nha, là những cái người này bị lật xe chết rồi. Nhưng mà hả, may sao Khoa Dương cản lại mà người khác đi bị lật thế. Nói chung cũng chết, mà cái số người chết ít hơn các bạn đúng không? Cái số người chết ít hơn. Thì bắt đầu mấy cái người ở trên xe này nè mới gọi điện thoại báo công an. Thì công an mới cho cái cần cẩu hoặc cái gì đó lên để kiểu mà giống như là
mà kéo kéo cái xe mà bị rớt xuống đèo á các bạn, kéo xe lên thì những cái người ở trên xe đó người ta chết hết luôn, không còn ai còn sống cả. Thì cái bắt đầu cái ông tài xế này ổng mới kiểu mà thương thương cái thằng nhóc Khoa Dương á, trời ơi chú cảm ơn con. Cái xong rồi ổng nhận cái thằng Khoa Dương về làm con nuôi luôn đó, từ đó là cha con hạnh phúc. Tại vì thằng Khoa Dương là nó cứu mạng ổng, các bạn hiểu không? Cho nên ổng thương nó, ổng cảm ơn nó quá trời luôn, ổng mới nhận nó về làm con nuôi. Rồi ổng trả tiền cái con bò mà nó làm mất cho cái chủ của nó luôn. Đó. Tự nhiên là thằng Khoa Dương có cha luôn, mà đó giờ thằng Khoa Dương nó một câu, các bạn hiểu không? Cái xong rồi, cái chuyện này bắt đầu mới tới tai những người ở gần đó. Cái chuyện này bắt đầu mới tới tai những người ở gần đó. Thì người ta lúc này người ta thật sự đã rất là sợ rồi. Thì tại vì càng ngày càng lộng hành. Hồi đó đó chỉ có một mình thằng Bình An thôi, mà bây giờ nó đã có băng nhóm rồi, là 6 người nữa, là theo cái thằng Khoa Dương kể là khoảng 6 con quỷ nữa đứng chung quanh thằng Bình An, mà thằng Bình An làm thủ lĩnh. Các bạn thấy ghê không? Thằng Bình An làm thủ lĩnh nha. Cái thằng Bình An nó làm thủ lĩnh, cho nên bắt đầu mọi người trời ơi, bình thường có một mình nó thôi là chúng mình đã muốn teo chim rồi, bây giờ là nó có đồng bọn, nó có băng nhóm rocket luôn, các bạn hiểu không? Bắt đầu mọi người sợ quá thì mới mời thầy ở trên chùa nào á mà bảo quên tên rồi, thì mời 12 sư thầy. Thì bắt đầu mới mời 12 sư thầy lên cúng. Thì 12 sư thầy này lên chỗ đó đó, mà ở một cái chùa gần đó đó, thì 12 sư thầy này mới gọi là tụng niệm 3 ngày 3 đêm đọc kinh nha các bạn. 3 ngày 3 đêm tụng niệm mà trì kinh, thì bắt đầu mới thu phục được 6 cái con quỷ mà ở trong cái nhóm của thằng Bình An, là thu phục được những cái người mà đó thôi. Còn riêng thằng Bình An là không thu phục được. Thằng Bình An nhất quyết không có chịu cải tà quy chánh, các bạn hiểu không? Thằng Bình An không chịu đi tu. Thì bắt đầu á, người ta 3 ngày 3 đêm trì tụng rồi á, thì bắt đầu người ta mới gọi là kêu hồn thằng Bình An lên. Thì khi mà kêu lên á, thì thằng Bình An nó mới nhập vô trong một người đứng ở gần đó coi. Các bạn ghê không? Người ta đi coi đó là để diệt ma á, diệt quỷ á. Cho nên hả, thằng Bình An nó nhập vô trong một cái người ở gần đó. Tại vì cái người đó rất là hợp mạng với thằng Bình An, rất là hợp mạng, hợp tuổi á, cho nên thằng Bình An nó nhập vô. Khi mà thằng Bình An nhập vô, thằng Bình An vậy nè, mà vừa tức á, mà vừa khóc. Thằng Bình An khóc quá trời luôn. Cái đó bắt đầu cái sư thầy á mới kêu là tại sao con không chịu đi tu đi, bạn bè của con người ta đã đi tu hết rồi, chỉ còn một mình con thôi, sao con không chịu đi tu đi. Thì cái thằng Bình An này mới nói là cái thông là ông thầy mới kêu là sao con không nói gì đi con. Thằng Bình An nó tức đó các bạn. Cái xong rồi mới nói, nó kêu là con phải ở lại đây để con báo thù, con phải ở lại đây con lật xe con báo thù, người ta tông con chết mà người ta bỏ đi, mà còn mấy người này nữa, người ta hứa với con là người ta sẽ tìm con mắt cho con, người ta kêu con là cho người ta số đề đi, cho nên con phải đi giành số, xong rồi con quýnh mấy cái con ma ở gần đó. Tại vì lúc mà con mới chết, nó mới kể là vậy nè. Nói chung là nó kể là cái lúc mà nó mới chết á, nó rất là mạnh. Tại vì nó còn dương khí, một chút dương khí của con người, nó rất là mạnh. Cho nên nó, mấy cái người này đi cầu cơ á các bạn, cho nên nó đi giành số. Thì cái thằng Bình An này nó mới đi giành số với lại những con ma khác. Thì khi nó giành số như vậy, nó quýnh mấy con ma khác, các bạn hiểu không? Lúc đó nó đang mạnh nên nó quýnh mấy con ma khác, nó giành được số cho mấy người này. Rồi mấy cái người này á mới đánh đề. Mấy người này đánh đề xong mấy người này trúng, nhưng mà mấy người này không tìm con mắt cho nó. Do là lúc mà về sau thì càng lâu thì nó đã chết càng lâu rồi á, thì nó không còn mạnh như trước nữa, nó không còn nhiều cái sinh lực mạnh như trước nữa, cho nên nó đâu quýnh được ai đâu. Thì bắt đầu á, những cái vong hồn mà trước đây á, lúc nó mới chết á, nó quýnh, nó giành số người ta á, người ta quay lại người ta đập nó. Mấy cái người mà trước đây nó quýnh á, người ta quay lại người ta đập nó quá trời luôn. Cho nên nó tức là tại sao nó đã cho mấy người này số rồi, mà mấy người này hứa với nó là sẽ tìm con mắt cho nó, mà mấy người này không chịu thực hiện. Thì bây giờ nó mới nói với sư thầy là bây giờ con chỉ cần á, là sư thầy tìm cho con cái con mắt của con thôi. Nếu mà sư thầy tìm được cái con mắt của con á, thì con sẽ theo sư thầy mà con tu. Thì cái ông sư thầy này mới bắt đầu ra cái chỗ mà cái thằng Bình An này nó chết. Thì ông sư thầy này mới leo lên trên cây. Leo lên trên cái cây đó, mà ông sư thầy ổng lấy cái gì ở trên cái cây đó, ổng bỏ vô trong cái hộp. Ổng đóng cái hộp lại, ổng đi xuống. Rồi những cái người ở chung quanh đó người ta mới bàn chắc là con mắt. Rồi những cái người khác bàn là chắc là một cái lá bùa hay là cái gì đó, chứ không phải con mắt. Con mắt nó mất lâu rồi.
làm sao nếu thí dụ mà bị vậy thì cũng phân hủy rồi thì làm sao mà tìm được con mắt nó nữa. Người ta nghĩ là chắc là sư thầy dán một cái lá bùa hoặc là làm một cái lá bùa gì đó rồi bỏ vô trong cái hộp đó, các bạn hiểu không? Thì xong rồi cái ông sư thầy đó xuống, thì ông sư thầy đó cùng lại 11 sư thầy khác, là tổng cộng 12 sư thầy mới đi về lại chùa của họ. Thì sau khi mà họ làm như vậy xong á, thì từ đó trở đi á, là cái chỗ đó trở nên yên bình luôn, không bị thằng Bình An phá rối nữa. Nhưng mà người ta vẫn lập thêm một cái miếu nữa ngay tại đó để người ta cúng kiến. Và những cái ai đó, những cái ai mà đi xe tải hoặc là đi xe khách mà buổi tối đi ngang đó, thì người ta cũng phải thường nhấn chuông 3 lần, kiểu giống như là chào chào những cái người khuất mày khuất mặt ở đó cho người ta xin qua, các bạn hiểu không? Người ta thường á là sẽ nhấn chuông 3 lần để người ta đi qua đó. Xin số đề xong là cao bay xa chạy liền, cao chạy xa bay liền. Câu chuyện tiếp theo, mà sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo cho các bạn nghe. Các bạn đừng quên share đi chim ủng hộ Bảo nha. Câu chuyện này của một bạn ở Phan Thiết, Bình Thuận đã gửi cho Bảo. Và bạn ở Phan Thiết, Bình Thuận này xin phép được giấu tên. Và bạn Phan Thiết, bạn này á, ở Phan Thiết á, bạn có nói một cái chuyện rất là vui và bạn Bảo rất là cảm ơn. Là bạn nói là những cái bạn á, mà ở đó, ở trong lớp của bạn đó đó, nghe chuyện của Bảo. Và sau khi nghe chuyện của Bảo thứ 6 xong là thứ 7 là mấy bạn lên trển, mấy bạn kể lại cho nhau nghe. Cái điều đó làm cho Bảo rất là cảm thấy vui. Và Bảo rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ đi chim cái chuyện ma của Bảo, cũng giống như là nghe của Bảo nha. Và cái bạn này thì đã gửi chuyện cho Bảo. Bạn nói kể vậy nè. Cái khoảng thời gian đó thì gia đình của bạn này là bạn ở với lại ông bà ngoại. Thì khi mà bạn ở với lại ông bà ngoại á, mới gia đình mới mua thêm một cái căn nhà nữa, thì cái căn nhà này cũng khá rộng mà cũng khá là rẻ. Thì các bạn biết sao không? Từ khi chuyển vô cái căn nhà này á, thì cái bạn này á cứ bị bệnh hoài luôn. Bệnh tới cái mức độ mà cái bạn này kể là bệnh tới cái mức độ mà mình phải nhét thuốc vô trong cái lỗ đít á. Không có uống thuốc được, phải nhét thuốc vô trong đít luôn. Bệnh tới mức độ này luôn á. Bệnh tới cái mức độ mà phải nhét thuốc vô trong cái lỗ đít luôn. Mà bệnh mà tưởng là chết luôn, nhưng mà khoảng một tháng sau thì bạn hết bệnh. Mà những cái người ở trong gia đình của cái bạn này nè các bạn, cứ bị ma đè hoài, cứ bị đè á, buổi tối là cứ bị đè hoài, cho nên người ta rất là sợ. Và gia đình này á, nhà rất là rộng nha, nhưng buổi tối á, cả gia đình tụ lại một trong một cái phòng mà ngủ, cho dương khí nó đông lên, cho dương khí nó mạnh lên, chứ không dám ngủ riêng nha các bạn, không dám ngủ riêng. Bởi vì nếu mà ngủ riêng là sẽ bị đè, bắt đầu người ta mới gom vô trong một phòng, người ta ngủ chung luôn, nguyên cái gia đình, trong khi cái nhà nó bự chà bá luôn. Nhưng ông ngoại của bạn không có dám ngủ chung như vậy, tại vì ngủ chung vậy là đâu có canh nhà được đâu. Ông ngoại của bạn ngủ ở dưới lầu đó, là ngủ gần cái cửa mà nhìn ra được ngoài sân. Buổi tối hôm đó thì ông ngoại của bạn á mới nhìn, mà các bạn nha, ngoài sân, nhưng mà ở ngoài sân vẫn có cửa nha các bạn, là giống như là một cái cửa trong nhà, các bạn mở ra thì các bạn sẽ thấy cái sân, xong rồi các bạn đóng cái cửa lại, các bạn đi vô trong nhà là các bạn thấy cái cửa nhà, các bạn hiểu không? Đó, tưởng tượng nha má, tưởng tượng nha má. Phiếu lình đi má, phiếu lình đi má. Ừ, đó. Cái bắt đầu á, buổi tối hôm đó khi mà ông ngoại của bạn đang ngủ á, thì tự nhiên ông ngoại của bạn nghe cái tiếng bước chân. Mà nó cứ đi ở trước cửa nhà. Là quái lạ. Mà nói thiệt nha, cái cổng nhà của bạn á rất là cao. Có đinh. Cổng nhà của bạn có cái đinh luôn. Là có nghĩa là cái đinh nó trò trò lên như nè. Rất là khó vô, mà không hiểu làm sao mà đằng trước cửa nhà lại có người đứng đó. Thì bắt đầu ông ngoại của bạn này mới thấy là bất thường rồi, ông ngoại của bạn mới nhìn ra. Thì các bạn biết sao không, tắt hết đèn rồi, cái lúc này chỉ có cái ánh trăng ở ngoài thôi. Thì ông ngoại của bạn thấy nguyên một người đen từ trên xuống dưới luôn. Đen thui luôn, đen mà kiểu mà đen thui luôn, đen như than vậy đó các bạn. Đen mà tưởng tượng đi, không tắm trắng cỡ nào cũng không thể nào mà trắng lên được luôn á má. Bây giờ mà có bỏ thuốc uống tóc vô trong tắm trắng mà tắm cũng không trắng nổi, rất là đen luôn. Thì cái người đàn ông này cứ đi qua đi lại. Mà các bạn biết không, ông ngoại của bạn á thì làm thợ hàn, thợ rèn. Thì ông ngoại của bạn có những cái dụng cụ sắt. Thì tự nhiên ông ngoại có thấy cái bóng cầm dụng cụ sắt của ông ngoại bạn đập xuống dưới đất, dục đồ quá trời dục luôn.
bắt đầu ông ngoại của bạn á nghe những cái tiếng giục đỏ ngoài sân á, nghe đung 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 vậy nè. Mà buổi tối rồi, 3 giờ sáng rồi, ai mà làm những chuyện đó? Ông ngoại của bạn nghĩ là chắc chắn chỉ có ma quỷ thôi. Cái ông ngoại của bạn á mới nhớ bà ngoại của bạn hay tụng cái kinh gọi là kinh mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn, kinh Phật á, mà cái kinh về mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á. Ông ngoại các bạn nhớ rằng đó là nếu mà mình tụng những cái kinh này á thì dù cho có là quỷ dạ xoa hay là la sát thì những cái vong hồn quỷ đó đó không có thể nhìn thấy được mình luôn, chứ đừng có nói là hại mình. Các bạn hiểu không? Là cái xong rồi cái bạn là ông ngoại của bạn nhớ vậy, khi ông ngoại của bạn mới bắt đầu niệm kinh mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á. Kinh mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát á các bạn, niệm quá trời niệm luôn. Sau khi mà ông ngoại của bạn niệm cái kinh đó xong á thì ở ngoài đó không còn nghe tiếng đập đồ nữa. Cái bóng đen đó cũng biến mất luôn. Rồi bắt đầu tới bà ngoại của bạn. Các bạn nghĩ đi, bà ngoại của bạn tóc rất là dài, thì bà ngoại của bạn tối ngủ á mới xõa tóc lên trên gối nè. Đó, cái gối ở đây đúng không? Bà ngoại của bạn xõa tóc lên trên gối, rồi để tóc dài ra vậy đó. Cái tự nhiên bà ngoại của bạn đang ngủ mà có cảm giác giống như là có ai đang ngồi trên mái tóc của mình vậy đó. Trời ơi, ngồi trên mái tóc mà giật dậy không được luôn, kiểu nha. Cứ nắm cái kiểu mà có ai đè lên trên tóc của mình đó các bạn. Ghê lắm. Cái xong rồi các bắt đầu hả, bà ngoại của các bạn này mới cố gắng lấy hết sức ngồi dậy. Mà không được luôn các bạn. Cố cỡ nào cũng không được luôn, mà dùng dãy cỡ nào cũng không được luôn. Cái xong rồi bà ngoại của bạn phải chịu cho tới sáng. Bắt đầu sáng ngày hôm sau. Sáng ngày hôm sau nha, mới tới nhà có mấy, mới vô nhà mới có mấy tháng mà bị gặp đủ thứ hết. Sáng ngày hôm sau bắt đầu bà ngoại của bạn á mới ra ngoài đã ăn xong, mua đồ ăn xong, gọi là giống như là làm đồ ăn xong á, bắt đầu buổi trưa bà ngoại của bạn mới ngồi rửa chén. Thì khi bà ngoại của bạn ngồi rửa chén á, đang rửa gì nè, thì tự nhiên bà ngoại của bạn cứng đơ người luôn, giống như là mình bị gọi là co giật đó các bạn. Cứ vậy nè, không có rửa được luôn, cầm cái bát không nổi luôn. Thì tự nhiên bà ngoại của bạn có cảm giác giống như là mình bị nhập vậy đó. Tay chân của mình không có điều khiển được, giống như là tay chân của mình tự hoạt động luôn, không có điều khiển được. Nó không có ai đó không cho bà ngoại của bạn điều khiển tay chân, các bạn hiểu không? Cứ cứng đơ người vậy nè. Cái xong rồi bà ngoại của bạn nghi rồi. Bà ngoại của bạn tên là Tường An nha. Tường An. Thì cái bà Tường An này nè, bà đang rửa chén thì tự nhiên cái người của bà bị cứng lại, không có di chuyển được á. Thì bắt đầu bà mới biết rằng mình đang bị nhập. Nhưng mà các bạn biết sao không? Là cái bà Tường An này với là gia đình của bạn á, là tất cả mọi người đã quy y Phật tử hết rồi. Mà thường á là những người quy y Phật tử á, là những cái người này không còn là chịu kiểm soát của Diêm Vương nữa. Nhưng kiểu là không còn kiểm soát của Diêm Vương nữa. Nhưng những cái người này, ví dụ mà cái lúc sinh thời mà có làm điều ác thì cỡ nào cũng sẽ bị đọa địa ngục thôi. Thì những thường á là những người đã quy y Phật tử rồi á thì người ta sẽ không bị nhập. Mà người ta, thí dụ mà ma quỷ á, nó có phá thì nó chỉ có dựa thôi. Là giống như là nó dựa mình thôi, chứ nó không có nhập hẳn, nó không có nhập được. Khó lắm các bạn. Khó lắm với những người mà đã quy y Phật tử là mấy mà ma quỷ á, nó chỉ có thể dựa chứ nó không có thể nào nhập. Nó không có thể mà nó chỉ phá chơi chơi được thôi, chứ nó không có thể mà làm hại người ta được. Cái bắt đầu bà ngoại của cái bà Tường An á, bà mới biết rồi, bà mới kêu đứa con gái của bà là mẹ lên lầu mẹ nằm ngủ chút nha, mẹ mệt quá, mẹ nghỉ chút, mẹ hơi stress. Bắt đầu cái bà Tường An này bà mới lên trên chánh điện, tại vì trong nhà của cái bạn mà gửi câu chuyện cho bảo á có một phòng để thờ Phật riêng, tại vì nhà là toàn là Phật tử không mà, cho nên có một phòng để thờ Phật riêng. Thì cái bà Tường An mới vô trong chổng mà mới ngồi tụng kinh, trì kinh, đủ thứ loại kinh hết. Rồi kinh chú Đại Bi nè, rồi kinh mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi bắt đầu kinh nhiều kinh lắm, mà chỉ đọc 5 lần thôi. Vừa đọc 5 lần một cái kinh thôi nha các bạn, là bắt đầu cái bà Tường An bà cảm thấy người nhẹ luôn, nhẹ hẳn người luôn các bạn. Không còn cảm giác như là mình bị nhập nữa, các bạn hiểu không? Cái một khoảng thời gian sau cái bà Tường An á xui lắm, ở cái nhà đó bị xui lắm, đóng cửa. Mà các bạn biết không, những cái người mà quy y Phật tử hoặc là những cái người mà hơi hướng là sẽ phải đi tu á, là những cái người mà có cái tâm niệm trong người á, là lớn lên hoặc là sau đó là mình sẽ đi tu á các bạn, thì thường thường là ma quỷ nó không có thích, nó sẽ phá. Nó mà biết ai là đi tu á hay là
có cái ý định là sẽ đi tu á, làm thầy chùa hay là làm sư thầy á hay gì á, là nó sẽ phá, nó không có cho tu đâu các bạn. Vậy á, cái hả kiểu như là cái bà Tường An này á, ở trong nhà bà là cái người mà gọi là Phật tử, mà gọi là kiểu mà lớn nhất ở trong nhà, các bạn hiểu không? Kiểu như là theo Phật á mà lớn nhất á, các bạn hiểu không? Cho nên bà bị phá nhiều nhất. Hôm đó nha, đóng cửa làm sao á mà gió thổi, các bạn chuẩn bị đóng cửa đưa cái tay vô gió thổi làm sao cái cửa nó đập, hai cái cửa nó đập vô vậy nè, cái ngón tay á bị dập, cái ngón tay bị dập tới cái mức độ mà bà Tường An bà phải đi bệnh viện bà chặt cái ngón tay luôn, cái ngón tay bị dập tới mức độ mà hoại tử luôn. Thường thường cái ngón tay để mình chấp mình thờ vậy nè, mình làm cái gì vậy nè, nó bị dập tới mức độ mà nó hoại tử luôn, các bạn hiểu không? Cái xong rồi á, cái chỗ mà sư thầy mà ở trên chùa, mà cái chùa mà bà Tường An bả hay lên nhất á, thì thầy đó mới gọi điện thoại cho bà Tường An. Thầy đó kêu là: con ơi, con gặp chuyện phải không? Thì cái bà Tường An mới kêu là: ủa, sao sư thầy biết? Tại vì bữa giờ sư thầy, lúc mà cái sư thầy niệm á, hay là sư thầy làm gì á, sư thầy đọc kinh hay gì á, sư thầy có cái cảm giác là giống như là gọi là Phật tử của mình, nó đệ tử của mình nó bị cái chuyện gì đó. Và sư thầy mới gọi điện thoại cho bà Tường An. Thì đúng như là như rằng là bà Tường An bà đang bị gặp chuyện, các bạn hiểu không? Cái xong rồi sư thầy mới kêu là: ngày mai con lên chùa đi rồi thầy sẽ giúp đỡ con. Thì khi lên chùa thì thầy mới kêu là: cái nhà mà con đang ở có một con quỷ, mà cái con quỷ này nó tự tử nó chết, cho nên nó rất là ghét những cái người mà đi tu. Cái con quỷ này nó rất là ghét những người đi tu, cho nên nó mới phá con. Thôi bây giờ con là làm theo ta, là bây giờ con cúng, con lập đèn á, con cúng ở đằng trước nhà, là cái con cúng cho cái dòng hồn quỷ đó, xong rồi con mới lên trên cái chánh, kiểu mà lên trên nhà mà cái chỗ mà nhà của bà Tường An mà có thờ Phật á, là lên cúng cho Phật, rồi cúng ở trên Phật, rồi cúng ở dưới đó luôn cho người ta, cái xong rồi để cho xin mọi chuyện nó qua đi, các bạn hiểu không? Tại vì cái con quỷ này sư thầy biết rằng có lên mà bắt nó đi thì nó cũng không đi đâu, tại vì nó là quỷ lâu năm rồi. Cái xong rồi bắt đầu á, thì cái bà Tường An này bà mới về, tại vì bà mới tới đây ở à, thì bà mới hỏi cái bà đối diện nhà bà, cái bà đó bà tên là, cái bà đó tên là Nhi Uyên, cái bà đó bà tên là Nhi Uyên. Thì cái bà Nhi Uyên này nè, ở đối diện nhà bà Tường An á, cái bà Nhi Uyên này bán bánh căn. Thì cái bà Tường An này bà mới kêu là: Uyên ơi, em kể cho chị nghe đi, là cái nhà này á, nó có cái gì không, mà tại sao mà bữa giờ là gia đình chị gặp rất là nhiều chuyện luôn. Cái xong rồi cái bà mà Nhi Uyên á, bà mới kể là: thật sự á, là lúc mà chị tới đây em không có dám kể cho chị nghe, tại vì em sợ chị sợ, tại vì chị mới chuyển tới đây mà. Thiệt á, là cái nhà này nè, trước đây á, có một cái thằng nào đó nó bị thất tình, cho nên nó lại cái cây ở gần cái nhà đó đó, nó tự tử, mà nó tự thiêu á, nó tự rưới xăng lên trên người nó bùng tình á, nó rưới xăng lên trên người nó, xong rồi nó đốt cái người nó luôn, xong rồi nó đau quá nó mới bỏ chạy vô trong cái căn nhà của chị đang ở. Lúc mà người ta đang mở cửa ra các bạn hiểu không, thì nó nóng quá, các bạn hiểu không, nó đang tự thiêu mà nó nóng quá, nó mới chạy vô trong nhà, mà nó chết ngay cái sân ở trong nhà luôn. Nó chạy tùm lum tà la, nó chạy tán loạn á, xong rồi nó chết ngay cái sân ở trong nhà luôn. Rồi xong á hả, nói chung á là rất là nhiều người tới đây ở rồi mà người ta cũng bị phá nhiều lắm. Và sau đó người cuối cùng mà hiện tại bây giờ là chị đang ở đó, là chị đang ở cái căn nhà này đó, mà em thấy là chị ở lâu lắm rồi đó, chứ người ta là ở 1-2 ngày là người ta bỏ, người ta chạy rồi, chứ không có ai mà ở gần mấy tháng như chị đâu. Là chị là cũng gọi là thứ dữ đó, chị thứ dữ á. Các bạn biết sao không? Tại vì cái nhà này á, người ta rất là có phước, các bạn hiểu không? Tại vì người ta là người tu hành mà, với lại người ta ăn chay, cho nên người ta rất là có phước, cho nên ma quỷ không có hại được người ta, chỉ có phá xương xương, phá nhẹ nhẹ thôi, chứ ma quỷ không có hại được người ta, các bạn hiểu không? Với lại người ta cũng ăn ở có đức á, cho nên thường thường là những người ăn ở có đức á, là ma quỷ nó chỉ là gọi là hù nhẹ rồi này kia thôi, chứ không có phải là hại được, các bạn hiểu không? Cái xong rồi cái bà Tường An này bà mới nghe lời sư thầy là cúng kiến vậy, cúng ở trên bàn Phật, rồi xong rồi cúng ở ngoài bàn thiên, cúng cho người ta, kêu là bây giờ mình ở đây, tôi ở đây như vậy đó, thì tôi lỡ mua nhà rồi, thì có gì đó thì cho tôi ở đây đi, tại vì bây giờ đây cũng là nhà của tôi rồi, nhưng mà tôi hứa là sau này
Tôi hứa nha, sau này tôi sẽ cúng kiến cho người cúng kiến cho người thường xuyên hơn. Mà bây giờ người cứ tạm cho tôi ở đây đi. Thì ở được một khoảng thời gian á, thì gia đình của các bạn kể cái câu chuyện này cho Bảo á, mới chuyển lên trên trung tâm thành phố ở luôn, chứ không còn ở đó nữa. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã nghe chuyện ma của Bảo. Và các bạn ơi, Bảo chỉ kể chuyện ma vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thôi nha. Và các bạn nào có chuyện á, thì các bạn có thể ủng hộ Bảo bằng cách đóng góp chuyện, gửi qua tin nhắn cho Bảo để Bảo duy trì kể chuyện ma cho các bạn nha. Những bạn nào có chuyện ma các bạn đã từng trải, hoặc là những bạn nào có chuyện ma mà gia đình hoặc là người thân của các bạn kể lại cho các bạn, thì các bạn vẫn có thể ủng hộ và góp chuyện qua tin nhắn Facebook cho Bảo nha. Và bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Peace. Bye bye các bạn nha.